Và trong lúc đi dạo chợ hoa cây cảnh Sơn Tây thì tôi gặp một cây sương cá. Gia đình nhà tôi chưa có cây sương cá nào cả. Tôi muốn chơi cây sương cá này đem về cho nó đủ trong cái tăng thêm cái số lượng trong cái bộ sưu tập bách thảo viên của Đỗ Sinh. Đây là anh chủ cây sương cá đây. Bỏ cái khẩu trang ra cái. Anh đến từ An Khánh. Đấy. Một anh có cây sương cá mà tôi thoạt nhìn tôi cảm thấy rất ưng thuận. Tôi sẽ mua cây này về. Trước khi bắt tay với anh tôi quay qua một chút để cho anh em mình xem này. Thực ra cây sương cá thì tay chi mình vừa chơi vừa tiếp tục nuôi thêm. Nhưng mà cái chính là cái bộ xương. Như chúng ta gọi là xương cá đấy. Tôi thấy cũng rất là ưa nhìn. Được rồi ạ. Bật tay cứ giữ đi, cứ giữ đi, cứ bóc tiền cứ đưa cho anh ấy chứ. Vâng. À, bật tay cánh nữa. Vâng, bên cạnh cây sương cá tôi thường thấy anh có một cây xanh lá móng. Và chậu cổ ấy, chậu cũ. Chậu si nhưng mà chậu cũ rồi đúng không? Cây xanh lá móng nhìn hay phết nhỉ. Chất xanh làm móng thì tuyệt vời đấy. Đang ra nhiều quả lắm bác. Ơi đại gia. Rất nhiều quả. Vâng. Rất nhiều quả đấy rồi. Anh cầm tay nhấc lên cái này. Thế thôi để thể hiện được cái nhẹ nhàng. Đấy, tác phẩm một người bê nha các bác. Được rồi, anh lại đặt xuống đi. Cây này giao lưu thì giá bao nhiêu anh? 12 triệu. Bao nhiêu? 12 triệu. 12 triệu. Vâng. Anh duy nhất chỉ có 3 tác phẩm đây thôi à? Cây sương cá được Đỗ Sinh mua rồi này, ở giữa này cây xanh lá móng này. Và bên này là cây giấy màu tím Huế đúng không anh? Đang rất rực rỡ hoa đây. Anh bán cả mũ đấy à? Ông anh à. Vâng. Tôi thấy anh đưa mũ cho anh Hưởng này, chắc là anh bán cả mũ sao đây? Vâng ạ, em đang muốn lấy cái mũ tàu để kỷ niệm lại thời Trường Sơn. Vâng, chính là cối tàu đấy. Dạ vâng, vâng. Tàu đây. Được rồi, cũ nhưng mà chất lượng còn tốt lắm. Vâng ạ, đấy nó cũ này. Rồi. Vâng, chúng ta đến với cây tím Huế này. Trồng ở chợ Đồng Nai cũ lâu rồi. Cũng một người bê được ấy. Nhẹ nhàng. Hôm nay lên chợ không? Chào anh nhá. Quá đẹp. Đúng cái lúc nó đang bùng lụa. Đẹp quá. Cây này thì bao nhiêu tiền hả anh? Cây này là chỗ bán giao lưu là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Rồi. Vâng, Đỗ Sinh với các bạn chúng ta đã tiếp tục đi thăm một số những cái gian hàng khác. Đây là khu vực mà chợ hoa cây cảnh Sơn Tây sau cái 3 tháng nghỉ không họp chợ vì dịch Covid. Phiên này là phiên thứ 3 được phép mở. Phiên 1 và phiên 2 thì thực ra không có người đâu. Vài các bác, các chị, các anh bán hoa là chính thôi. Thế nhưng mà phiên này thì có cây cảnh nhiều. Hôm nay tôi bắt đầu đi dạo để chia sẻ cái hình ảnh của chợ Sơn Tây đến với anh em chúng ta. Và bây giờ tôi trở lại với anh mà có cây hoa giấy với cây sương cá và cây xanh lá móng. Chúng ta cùng nhau giao lưu còn 2 tác phẩm còn lại. Thế nhưng mà đây là chỉ mang lên chợ thôi, còn vườn nhà anh ở An Khánh thì tôi đã đến thăm rồi. Rất nhiều cây, rất nhiều chủng loại khác nhau. Anh em mà có muốn đặt hàng hoặc là đến thăm vườn
thì chúng ta sẽ alo cho anh. Anh nói rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại, đọc chậm anh em giao lưu nhỉ. Cháu là Bùi Văn Thân, Vân Núc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Anh đọc chậm số điện thoại đi. Số điện thoại của cháu là 0906 123 882. Rồi, cảm ơn anh nhé. Vâng, hình ảnh cây xanh lá móng và cây hoa giấy còn lại. Đấy, anh mang 3 tác phẩm lên thì tôi đã chuyển một cây về nhà tôi rồi, cây xương cá rồi. Đấy, chúng ta giao dịch qua số điện thoại và có điều kiện thì đến thăm vườn nhá. Vâng, xin chào anh nhá. Tôi đi tiếp đây. Bây giờ chúng ta sẽ dạo quanh phố vườn một chút. Có một con cá nó nhảy ra ngoài đây này. Đây. Đấy, nó vừa nhảy ra khỏi cái chậu ấy. Vâng, nhà mình bán cá cảnh này thì gia đình nhà mình ở ở địa chỉ nào anh nhỉ? Cụm 1 thị trấn Phúc Thọ. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Anh có thể đọc chậm số điện thoại để anh em người ta thích nuôi chơi cá cảnh liên hệ với anh được không? Dạ vâng. Số điện thoại là 0985 198 981 ạ. Vâng, rồi cảm ơn anh nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn. Đây là một trong những hàng cá mà bán đắt hàng nhất của cái chợ Sơn Tây. Vị trí ngồi không bao giờ thay đổi, cứ ở cái vị trí góc chỗ này. Và sáng chủ nhật hàng tuần các bác sẽ đưa các cháu đến đây để cho các cháu tự lựa chọn được những cái chú cá mà các cháu rất yêu thích. Chỉ một chốc nữa thôi thì khu này sẽ kín người. Vâng. Chỉ một chút nữa thôi thì khu này sẽ kín người ngồi xung quanh. Rất nhiều phiên tôi đến được chứng kiến cái cảnh ấy. Anh ấy bán cá cứ liền tay liền liên tục để múc cá cho khách. Rồi anh bán hàng đi nhá. Vâng, và đây là cái gian hàng mà bán dụng cụ bonsai các loại này. Rồi phân bón cho cây và phân bón cho lan. À, chị à, ôi giời, có cây cóc này đẹp quá nhỉ. Cây cóc của chị đã. Cây này bao nhiêu tiền cháu? 3 triệu. Con đấy là hầm hố lắm. Hầm hố đấy, đeo được 2 chùm quả rõ thật to đây rồi. Đấy, chín thì ăn ngọt lắm. Ăn xanh thì chua kinh khủng nhưng mà đến chín thì ăn rất thơm và ngọt. Hả? Sao ăn được? Thế nhưng mà nó là cây quả cơ mà ông. Thế bây giờ ông mua bưởi cảnh, ông dính cái quả cây bưởi nó không ra thế nào, ông có thích không? Rồi nhãn cảnh, rồi cam cảnh, bưởi cảnh. Quả cóc này. Cái này là nó
to thêm chỗ cái này. Này cháu vừa nói mấy triệu nhỉ? 3 triệu. Thế còn cái cây bên cạnh này? 2 triệu rưỡi à? Ờ. Hay đấy. Các bác mà yêu thích dòng cây cóc, những cái cây mà có thân rất quái đẹp như này thì liên hệ cháu đọc chậm số điện thoại được không? 039 ạ. 039 2611 ạ. 2611 806 ạ. 806. Rồi, cảm ơn cháu nhá. Vườn nhà mình ở Tích Giang mà. Đúng không? Ừ. Ở thôn mấy? Thôn 1 Tích Giang. Rồi. Thế còn bên cạnh đó thì cháu còn cây nào nữa? Cây đề này. Cây đề gọi là cây bồ đề đây, đề đỏ đây. À đúng rồi, cây này cây hoàng dương đấy. Cái này là bao nhiêu tiền một cây hả cô? Cái đấy là 300 một cây chú ạ. 300 một cây. Rồi. Màu lá nó nhỏ mà màu lá xanh đẹp nhỉ. Vâng, cái này đẹp. Thế còn đây là những cây trang sen à? Vâng ạ, cái đấy là hoa trang sen. Hoa trang sen, màu hoa rất là tươi. Cây đề này mà giao lưu thì bao tiền cháu ơi? Dạ, 2 triệu chứ. Cây này 2 triệu ạ? Dạ. Còn bên cạnh đây là cây dưới nhỉ? Cây dưới làm bắt những cái tay lên thẳng đứng như là đẹp ấy. Vâng, chúng ta tiếp tục đi dạo đây. Có một số cây trang sen nhìn đúng cái dịp này là mùa hoa trang sen đẹp thế chứ. Đây. Đẹp không? Màu rất tươi. Thì chưa vào được. Được rồi. Hay là hôm nay? À không, như hôm nay hẹn thằng Cường rồi. Nay hẹn thằng Cường đến thăm vườn nó rồi. Và chúng ta đến với những cây khóm trúc này. À, một khóm thì có những khóm 3 cây, 5 cây. Và đa phần là số lẻ. Ví dụ một khóm trúc 5 cây này bao tiền em ơi? 5 cây là 1 triệu này. Thế còn khóm bên cạnh 3 cây bên này? 3 cây thì là 700. 700. Đấy, chơi khóm trúc hay nhỉ. Vâng, chúng ta thấy các cụ hay nói là đằng trước nhà mà trồng cây trúc ấy, theo phong thủy là rất tốt. Các cháu học hành phát đạt. Cây trúc cũng lại tượng trưng cho quân tử. Người con trai, người đàn ông với cái đức tính rất tốt. Và từ 700 đến 1 triệu một khóm trúc như thế này. Rất dễ chơi. Rồi tí nữa. À, phiên này thì người bán và người mua cũng chưa được đông lắm đâu. Hoặc là có thể bây giờ là 7 rưỡi tôi đến hơi sớm.
tầm khoảng 8-9 giờ chắc chắn sẽ có số lượng người sẽ đông hơn đấy. Và Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp cuốn sau, tiếp tục cùng các bạn đi giao lưu tại chợ Hoa Cây Cảnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.